Anh bị mụn rất nặng từ lúc dậy thì hậu quả của việc đó là trên mặt anh có rất là nhiều vết rỗ đủ hình dáng. Tất cả những hình dáng mà người ta có thể liệt kê ra thì trên mặt anh đều có đủ hết. Cái làn da không hoàn hảo đó thì đi theo anh qua những cái năm tháng tuổi trẻ. Anh là một người kỹ tính cho nên trước khi điều trị á, là anh đã tìm hiểu rất là nhiều cơ sở khác nhau. Thì trong những cơ sở đó thì Dr. Sky là nơi mà anh cảm thấy tin tưởng. Vì ở đây mình có phương pháp điều trị rõ ràng, hợp lý, cơ sở vật chất thì khang trang, hiện đại và sạch sẽ. Ở bên cạnh đó thì anh cảm nhận được là bác sĩ và đội ngũ chuyên viên ở đây rất là chuyên nghiệp và tận tình. Anh đã theo điều trị và chứng kiến làn da của mình thay đổi theo từng ngày. Theo anh là điều trị sẹo là một quá trình lâu dài, nó đòi hỏi sự kiên trì và nhiều công sức. Sẹo nó không thể đầy lên sau một lần điều trị mà nó còn phụ thuộc vào cơ địa và sự đáp ứng da của mỗi người, còn phụ thuộc vào sự chăm sóc da nữa. Quan trọng nhất là mình phải tìm được một cái địa chỉ mà mình cảm thấy tin tưởng, và Dr. Sky đối với anh là một nơi giống như vậy. Đến thời điểm hiện tại thì da của anh cũng đã phục hồi được 70-80% rồi. Anh cảm thấy khá là hài lòng và anh không dừng lại ở đây mà anh sẽ tiếp tục điều trị nữa. Nếu mà bạn nào cũng đang có cái suy nghĩ như vậy thì anh nghĩ là đừng có ngần ngại mà cho mình một cơ hội để mình có thể trở nên tốt hơn, trở thành một phiên bản hoàn thiện hơn của chính mình.